chí tức là ở trên Thái cũng được nghe rồi, nhưng mà tôi vẫn thích cái bài này vì hôm nay gặp đây là nó có những cái rất ý nghĩa. Đời quân ngũ đầy vơi bao kỷ niệm, rất vinh quang và chấp nhận hy sinh. Bao năm qua đất nước thanh bình, ngay gặp lại hội chúng mình ngày đó. Mỗi chúng ta những bông hoa nho nhỏ, gặp nhau đây những người lính cùng trên. Bao năm qua ngay lại hiện về, ngày kỷ niệm như lời thề gửi lính. Anh em ta mỗi người mỗi tính, nhưng cùng chung một chí hướng sức cao. Cùng hành quân bước tiếp chặng đường dài và bảo vệ lấy ngày mai tổ quốc. Bao năm rồi làm sao nói được những gian nan vất vả buổi ban đầu, gọn lắng dầm sương mưa gió dãi dầu, theo điều lệnh và duy trì chế độ. Mới lớn lên đã mấy ai chịu khổ, cũng dần quen với năm tháng thời gian. Lúc nghỉ ngơi lại hội tụ gầy đàn và tâm sự chuyện các làng thơ mộng. Đời lính chiến của chúng mình hiếu động, rất nhớ nhà khi gió lộng trang thanh. Những lá thư quê đều thông báo ngọn ngày, những bí mật chỉ chúng mình mới hiểu. Đời lính chiến có nhiều khi đơn điệu, mấy vần thơ là định liệu tương lai. Về phép thôi là xác định đường dài, và chầu cao cười là ngày mai hạnh phúc. Bao năm rồi con tim thúc đục, đứa trở về mái tóc đã hoa dâm, đứa ra đi mãi mãi nén hương trầm, và lầm lại nghe gió đồng thổ thị. Bao năm qua thời gian không nghỉ, để hôm nay những tri kỷ ngày xưa gặp lại nhau vui biết mấy cho vừa, và tâm sự những đứa chưa về kịp. Vĩnh viễn ra đi không bao giờ còn dịp, ở bên nhau vui nhộn nhịp thành quân. Chỉ còn đây những hình bóng thân quen, những ánh mắt và nụ cười rạng rỡ. Thêm vào đó người bạn đời muôn thuở, luôn bên ta bước tiếp chặng đường dài, và sẻ chia lối vất vả đường đời, và khoảng khắc xa rồi đáng nhớ. Hãy tự hỏi mình, cái gì còn nợ, nợ bao nhiêu và phải trả bao nhiêu. Chợt hiểu ra ta thích nhiều điều, nếu có nợ đó là nhiều tình cảm. Nếu được phép để chúng mình mượn tạo, để kiếp sau lại trả kiếp cho nhau. Kể hôm nay và mãi mãi về sau, sống chuẩn sống một cuộc đời bình thản. Mãi mãi bên nhau thắm tình bè bạn, và sẻ chia những hoạn nạn đời thường. Vui với nhau trong mái ấm tình thương, một cuộc sống của đời thường người lính. Thông cảm với nhau, mỗi người một tính, như ngày nào những người lính cùng xê. Một số mãi đi còn lại trở về, với tổ quốc một lời thề trọn vẹn. Mãi mãi hôm nay là ngày điểm mẹ, để chúng mình sống trọn vẹn bên nhau. Kính chúc các đồng chí luôn khỏe hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng, tuyệt vời ạ.